Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Trang 63, 64 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, bây giờ như thường lệ các em đã có giấy nháp để chuẩn bị tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì thầy cũng sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết nha. Chúng ta có ví dụ 1. Một sợi dây dài 8,4 m. Nào, 8,4 m đây. Được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Đó, một đoạn này, hai đoạn này, ba đoạn, 4 đoạn bằng nhau. Và bây giờ người ta hỏi mỗi đoạn dây này thì dài bao nhiêu mét. Như vậy thì với cái bài toán này thì rất dễ rồi, đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện phép gì nhỉ? Đúng rồi, chúng ta phải thực hiện phép chia. Rồi, bây giờ cũng giống như nhân, cộng và trừ các số thập phân thì chia một số thập phân cho một số tự nhiên, chúng ta cũng sẽ có cái cách làm, đó là đổi cái số 8,4 m này nè, nó ra một cái số để chúng ta là gì, thực hiện cho nó tròn. Sau đó chúng ta lại quy ngược lại về đơn vị là mét. 8,4 m thì chúng ta sẽ đổi sang deci, nó sẽ bằng 84 deci, được chưa? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ thực hiện là lấy 84 này chia cho mấy nhỉ? Chia cho 4. Rồi, 84 chia cho 4 thì đây là cách chia giống như chúng ta chia số tự nhiên. Cái này các em đã làm rất là nhiều. Chúng ta sẽ lấy 8 chia cho 4, đúng không? Thì được 2. Đó, 2 được chưa? 4 x 2 bằng 8, cái này bằng 0. Rồi giờ chúng ta hạ 4 xuống đây. Rồi 4 chia cho 4 sẽ được 1. Và 1 x 4 là 4, 4 trừ đi 4 sẽ bằng 0. Đó, như vậy thì kết quả của chúng ta sẽ là 21 deci. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi 21 deci này ra mét. Rồi 21 deci thì sẽ bằng 2,1 m. Chưa, vậy thì đây chính là kết quả. Như vậy thì mỗi một sợi dây, mỗi đoạn của sợi dây này sẽ dài là bao nhiêu? 2,1 m. Rồi, chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn về vấn đề chia số thập phân ở phần tiếp theo nha. Ta có 8,4 mà chia cho 4 nè. Để chia số thập phân cho một số tự nhiên thì chúng ta cũng sẽ thực hiện lấy 8 chia cho 4 thì sẽ được là 2. Chúng ta viết 2, được chưa? Tiếp theo, ta sẽ lấy 2 nhân với 4 thì bằng 8, và 8 trừ đi 8 thì bằng 0, và chúng ta viết 0. Rồi bây giờ chúng ta hạ 4 xuống. Viết dấu phẩy. Ở đây nó có dấu phẩy. Lưu ý là khi chia số thập phân cho số tự nhiên thì dấu phẩy, sau khi chúng ta chia đến số nào có dấu phẩy của nó thì chúng ta sẽ đặt sang nguyên phần này gọi là phần thương, được chưa? Rồi viết dấu phẩy vào bên phải của phần thương. Rồi chúng ta hạ 4. Giờ lấy 4 chia cho 4 thì sẽ được 1, và chúng ta viết 1. Chưa, và 1 x 4 sẽ bằng 4, và 4 trừ đi 4 thì bằng 0. Đấy, vậy thì đây chúng ta vừa thực hiện xong quy trình chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Rồi, để hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ tiếp theo, đó là ví dụ B. 72,58 chia cho 19 nha. Ta quan sát đây, chúng ta thấy nè, dấu phẩy ấn nằm ở giữa, đúng không? Tức là phần nguyên của nó là 72 và phần thập phân là 58. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 72,58 chia cho 19. Vậy thì cách chia, trước hết chúng ta thấy 7 không thể chia hết cho 19 nên chúng ta phải thực hiện là 72. Ta sẽ lấy 72 chia cho 19 thì sẽ được 3. Được chưa? Được 3. 9 x 3 27, viết 7 nhớ 2, 3 x 1 là 3, nhớ 2 là 5.
Như vậy ở đây sẽ còn là 57. 72 trừ đi 57 sẽ còn 5. Được chưa? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện đánh dấu gì? Dấu phẩy, đúng không? À, xin lỗi, 72 trừ đi 57 còn 15 nhá. Chúng ta sẽ thực hiện đánh dấu phẩy sang bên phần thường. 15 không thể chia được cho 19 thì chúng ta sẽ hạ 5 xuống. Vậy thì 155 chia cho 19 sẽ được 8. Và chúng ta sẽ lần lượt nhân 9. 9 nhân với 8, đúng không? Là 72 viết 2 nhớ 7. 8 nhân 1 là 8. 8 nhớ 7 là bao nhiêu? 15. Như vậy thì nó sẽ còn là 155 trừ đi 152 sẽ còn dư 3. Dư 3 chúng ta hạ 8 xuống. Hạ 8 xuống thì chúng ta sẽ được 2. 2 nhân với 19 sẽ bằng 38 và trừ đi sẽ bằng 0. Đó, như vậy thì quy trình của chúng ta thực hiện. Và vậy thì qua ví dụ A và ví dụ B, hay gọi là ví dụ 1, ví dụ 2, thì chúng ta sẽ có cách để chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Đó, các em có thể ghi cái này trong cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ của các em nha. Trước hết, chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất, chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. Số bị chia cho số này gọi là số chia, phần nguyên. Thứ hai, viết dấu phẩy vào bên phải thương. Bên phải tức là gì? Phía sau của cái thương. Viết dấu phẩy vào bên phải của thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. Tức là chúng ta chia được đến đây thì lấy là 3 thì chúng ta đánh dấu phẩy, sau đó chúng ta mới chia tiếp. Được chưa? Bước thứ 3, tiếp tục chia với từng số ở phần thập phân của số bị chia. Đó, vậy thì đây chính là các cái bước mà chúng ta chia. Nói tóm lại, không lằng nhằng. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên, chúng ta thực hiện tuần tự giống như chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chỉ khác mỗi một điểm là gì? Khi chúng ta chia thì phần thập phân và phần nguyên á, thì chúng ta sẽ sử dụng phần nguyên chia trước. Sau phần nguyên thì chúng ta sẽ đánh dấu phẩy sang bên phần thương. Thương mình tìm được. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ chia tiếp tục của phần thập phân. Đó, nói tóm lại nó là như thế. Chả có gì khó cả. Được chưa? Rồi, bây giờ em nào còn đang lơ tơ mơ gì đó thì chúng ta sẽ thực hiện trong phần bài tập để củng cố điều này nha. Rồi, bài tập chúng ta sẽ thực hiện bài số 1 trang 64. Thì yêu cầu chúng ta đặt tính đổi tính. Rồi, 5,28 chia cho 4. Rồi, bây giờ các em thử đặt tính, các em tính thế nào. 5,28 chia cho 4 thì bằng bao nhiêu? Các em đặt tính. Vậy thì 5,28 chia cho 4 chúng ta sẽ bằng 1,32. Rồi, vì sao? Thầy có thể hướng dẫn tỉ mỉ hơn. Chúng ta lấy 5, tức là phần nguyên, 5 chia cho 4 thì được 1. 1 nhân 4 bằng 4, 5 trừ đi 4 thì còn 1. Được chưa? Đó, đây là đã hết phần nguyên. Thì sau phần nguyên nó có dấu phẩy, chúng ta sẽ đánh dấu phẩy sang bên thường. Đó, sau bên phải nè. Đó, của thương. Tức là sau đó chúng ta sẽ đánh dấu phẩy. Rồi, chúng ta hạ 2 xuống. 12 chia cho 4 thì được 3. 4, 3, 12. Hết. 8 hạ xuống, 8 chia cho 4 thì được 2. Rồi, được chưa? Rồi, tương tự như vậy, câu B các em làm coi nào. Thầy đếm trong 5 nốt nhạc nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Hết rồi. À, nhiều em lại nói thầy ăn gian rồi. 2, 3, 4, 5. Hết giờ thật nha. Rồi, và chúng ta sẽ có kết quả 95,2 chia cho 68 sẽ bằng 1,4. Các em nào có kết quả khác không? Ồ, nếu có kết quả khác thì các em xem lại nha.
Nói chung, một lần nữa nhấn mạnh lại, chia một số thập phân cho một số tự nhiên giống như chúng ta thực hiện phép toán chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chỉ khác mỗi phần là gì? Sau cái phần nguyên mà chúng ta chia xong nó có dấu phẩy thì chúng ta sẽ đánh dấu phẩy sang bên bình thường. Đó, nhấn mạnh lại lần nữa để cho các bạn nhớ nha. Không có gì phải lúng túng cả. Rồi, bây giờ đây, 0,36 chia cho 9. À, cái này mới ác tạm đây. Cũng không có gì cả đúng không? Ta chỉ lưu ý nếu số thập phân của chúng ta là số 0, phần nguyên, thì khi chia ở đây sang phần thập phân thì chúng ta vẫn cứ 0 không chia cho 9 thì sang thương chúng ta vẫn phải để số 0 và đánh dấu phải bình thường nha. Rồi, và ở đây chúng ta thấy 36 chia cho 9 thì được mấy? Đây, chắc chắn kết quả bằng 0,4 thôi, đúng không? Nhớ cái này nha. Rồi, câu cuối cùng, câu D. Đây, chắc các em làm tốt rồi, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có kết quả là 2,36. Đó, vậy thì đây chính là nội dung của bài số 1. Và trong bài số 1 này, muốn củng cố lại cho các em một lần nữa là chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Các em thực hiện chia bình thường giống như chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chỉ khác một điểm, đó là gì? Khi số bị chia có dấu phẩy ở phần nào mà chúng ta chia cho số chia thì chúng ta sẽ thực hiện đánh dấu phẩy sang phần thương. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và nếu số thập phân có phần nguyên là số 0 như câu C đây nè, thì các em sẽ thực hiện bình thường và đưa số 0 sang phần thương của nó nha. Rồi, đấy chính là bài số 1. Ta sang bài số 2. Bài số 2 tìm x. Ta có 2 câu. Rồi, câu thứ nhất, x nhân 3 bằng 8,4. Vậy thì x sẽ bằng 8,4 chia cho 3 thôi. Rồi, các em thực hiện 8,4 chia cho 3 bằng bao nhiêu nhỉ? Rồi, x bằng 2,8 đúng không? Tương tự như vậy ở đây các em, 5 nhân với x bằng 0,25. Đó, vậy giờ các em đặt phép chia, x sẽ bằng 0,25 chia cho 5. Này, chỉ cần nhẩm chúng ta đã thấy ra kết quả này. Sẽ bằng 0,25 chia cho 5 được mấy? Đúng rồi, rất nhiều bạn rất thông minh. 25 chia 5 được 5, vậy thì x sẽ bằng 0,05, đúng không? Rồi, chúng ta sang câu gì nhỉ? Câu số 3. Một người đi xe máy trong 3 giờ thì đi được là 126,54 km. Hỏi, trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Dễ không? Quá đơn giản nhỉ. 3 giờ thì đi được bằng này. Vậy thì giờ 1 giờ thì sẽ lấy 126,54 chia cho 3. Thực chất đây là chúng ta sẽ làm phép chia thôi. Rồi, thầy sẽ đếm nha. Được chưa? Thầy sẽ đếm nha. Đến mấy nha? 10 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hết giờ. Thôi các em dừng mà không viết gì nữa. Chúng ta sẽ có là trung bình mỗi giờ người đó đi được số km là 126,54 chia cho 3 và nó sẽ bằng 42,18 km. Và đáp số là 42,18 km.
Đó, đây chính là đáp án và cũng là gì nhỉ? Cũng là bài cuối cùng trong chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Vậy thì tóm lại, NTN đấy, Nguyễn Thành Nam của các em đấy. Hay là thơ Nguyễn nhỉ? À, các bạn nữ thì thích thơ Nguyễn đúng không? Chị thơ Nguyễn. Đó. Các bạn nam thì nhiều lắm, nhiều fan hâm mộ lắm, PHD Chôn, Lầy TV này, NTN này, vân vân. Thôi, không linh tinh như thuyền. Bây giờ các em đã làm xong thì các em có quyền được giải trí trong ít phút. Và trước khi mà giải trí trong ít phút, các em nhớ. Ồ, rất nhiều em rất giỏi. Chia sẻ video này đến thật nhiều người cùng biết đến kênh 2K Vlog của chúng mình nha. Để kênh của chúng mình thực sự là cầu nối giúp cho các em học tốt mỗi ngày. Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Bye bye!